Vâng, xin chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với cái video 3 của cái việc chúng ta tự học và improv work. Thì ở hai bài trước thì chúng ta sẽ học về cái phần ban đầu, giới thiệu ban đầu, và thứ hai nữa là các cái cách di chuyển trong cái improv work. Thì các bạn nên luyện tập để chúng ta di chuyển cho nó được mượt và nó ok nhất các bạn nha. Hôm nay chúng ta nói sơ về chút và chúng ta sẽ thiết lập trước khi làm việc. Thì ở đây chúng ta lưu ý là như thế này, ở đây nó có phần như thế này, cái phần này là cái phần về thiết lập cái góc nhìn. Các bạn nhìn có nghĩa là mình sẽ as, chúng ta sẽ lưu cái góc nhìn nào đó để cho nó tiện. Ví dụ như mình kích cho mình lưu rồi này, các bạn kích vô đó đó, đúng không? Chúng ta sẽ kích từng cái góc để chúng ta nhìn cho nó dễ. Đó là phần lưu ở các cái góc nhìn, các bạn thấy không? Đó, thì chỉ cần chúng ta sẽ add vào cái góc nhìn, chúng ta để tại vị trí đó, chúng ta add cái góc nhìn thì nó sẽ hiện lên thôi. Đây là phần quan trọng, cho nên mình sẽ nói. Ở đây là phần cài đặt chung, phần về kích thước, cái phần về select chúng ta chọn, và cái này là chúng ta cái view display của cái cắt dọc của cái đường. Rồi vậy thì để mà chúng ta hiệu chỉnh được cái một cái trước khi chúng ta sử dụng thì chúng ta như sau. Ở đây thì chúng ta đi vào cái thanh này các bạn nha. Chúng ta vào thanh này thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó có một số cái lưu ý như sau. Để chúng ta bắt đầu trước khi sử dụng, chúng ta vào đây, kích vào đây, chúng ta sẽ kéo xuống, kệ nó các cái góc gì đây, các bạn cứ kệ nó đi, ta đừng quan tâm. Thì nó hỏi thôi. Ở đây thường thì nó sẽ để mặc định như thế này, hoặc nó sẽ để ở cái chế độ này. Chế độ này thì chế độ nó sẽ hiện lên các cái đường động mức, và nó sẽ thể hiện ở cái góc và kỹ sư chúng ta sẽ thấy. Đây là concept chế độ của mình, và bình thường nó sẽ ở đây. Chúng ta kích vào đây để chúng ta hiệu chỉnh. Thì ở đây nó sẽ có ba cái mục. Cái thứ nhất, đây là cái góc nhìn về cái phần thiết lập đồ họa của máy. Thứ hai là cái phần thiết lập tương tác. Và thứ ba là cái phần thiết lập về cái địa hình. Thì mình sẽ nói trước về cái phần đồ họa nha các bạn nhé. Thì tương ứng với từng cái, ví dụ như sáng tối đó, các bạn sẽ kéo lên để các bạn coi. Bình thường mình đang để ở 50 hết. Và cái nữa là cái màu của bầu trời. Thì chúng ta cứ tắt đi, nó sẽ ra được cái màu đó, nó hiệu ứng tùy vào cái mắt của các bạn thấy. Thông thường thì mình cứ để lên, chúng ta bật lên, các bạn cứ bật lên hết đi. Có cái phần cái đường này thì chúng ta tắt đi. Rồi, đó các bạn thấy không? Đây thì các bạn muốn từng cái nào thì các bạn cứ bật tắt nó sẽ hiện lên. Cái thứ hai là có thiết lập về cái sự tương tác. Tương tác thì nó ở đây, thứ nhất là các cái thông tin đối tượng này, các cái link liên kết này, rồi các cái chỉnh các cái chế độ chỉnh sửa đối tượng vân vân, các cái dạng mà xem view của bé này, các cái loại ví dụ như là khóa cái chuột hay gì đó, thì thường nó đang ở mặc định như này, chúng ta cứ để bình thường các bạn nha. Tiếp theo là cái phần về địa hình. Phần địa hình thì chủ yếu là cái contour, là cái đường động mức. Động mức thì nó có là đường động mức chính, đường động mức phụ, các cái bước động mức, và một cái nữa là chúng ta sẽ nhìn về cái độ dày của đường động mức, cái độ dày rồi độ bóng gì đó khi chúng ta bật lên. Đó, các bạn thấy không? Nó hiện lên không? Nó hiện các cái cao độ luôn. Thì thường thì mình sẽ tắt cái này, mình không cần phải thiết kế, chưa thiết kế đến món này đâu. Và một cái nữa là cái chế độ test ghi cao độ ở đây, nếu chúng ta cứ bật lên, mình đang bật lên rồi này, còn cái này mình tắt đi. Đó, các bạn thấy không? Rồi, như vậy là chúng ta đã xong về cái việc mà setting cho cái dự án ban đầu của mình trước khi vào sử dụng.